Bây giờ chúng ta quay trở lại tiếp tục giải phần B của phần 1 La Mã cách sử dụng tiếng Anh của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020. Môn chuyên tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đã xong phần A. Phần A của phần 1 La Mã thì các bạn đã thấy rồi. Trong đề thì người ta cho rất là nhiều thành ngữ khó và các cụm từ rất đặc biệt trong tiếng Anh. Thì bây giờ chúng ta qua phần B, cách sử dụng tiếng Anh. Rồi. Thì chúng ta đọc qua hướng dẫn. Để làm phần này, hãy chọn từ hoặc cụm từ cái mà best fit, có nghĩa là phù hợp nhất. Trong mỗi chỗ trống trong đoạn văn dưới đây. Rồi. Phần này chúng ta có 20 điểm, nó sẽ có nhiều đoạn văn. Bây giờ chúng ta làm đoạn văn thứ nhất. Để làm tốt phần này thì đòi hỏi các bạn phải có vốn từ vựng kha khá và cách sử dụng từ một số từ trong tiếng Anh, các bạn phải nắm vững thì mới làm tốt phần này. Không thôi thì các bạn sẽ thấy rất là khó. Và để làm tốt phần này thì các bạn phải có một cái từ điển tốt để mà tra từ hoặc tra các điểm ngữ pháp quan trọng. Và một điều quan trọng là để làm tốt phần này thì các bạn phải dịch đoạn văn này ra. Theo nghĩa tiếng Việt suông suông tương đối nhất. Để chúng ta hiểu nó thì chúng ta sẽ chọn đúng cái từ mà cần điền. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm từ từ. Chúng ta sẽ làm dịch và làm từ từ. Rồi. Bây giờ chúng ta dịch trong ấn bản của tuần này. Chúng ta có từ issue. Nếu như mà là danh từ, chúng ta dịch là ấn bản. Một nghĩa tiếp theo nghĩa là vấn đề. Còn nếu như nó là động từ thì nó nghĩa là cấp phát. Rồi, trong ấn bản của tuần này hay trong bài báo của tuần này. Rồi, những nhà phê bình phim cư dân của chúng ta thảo luận etiquette. Đây, etiquette có nghĩa là cái nghi thức lễ giao. Và trong trường hợp này chúng ta dịch là phép lễ giao. Thảo luận phép xã giao của việc đi xem phim. Và khán giả, cái người mà thích chu là nhai, chu bing gum, xin gum. Người mà thích nhai hot dogs, khi nó thích ăn hot dogs, bánh mì kẹp thịt. Những cái thức uống mà gây ồn ào sột soạt. Rồi. Tán gẫu. Tán gẫu. Tám, nghĩa là tám. Rồi, từ này có nghĩa là slapping, nghĩa là gây ồn ào, sột soạt. Sột uống nước gây ồn ào. Rồi, sột soạt. Tán gẫu và những gói đồ ăn giòn. Giòn kêu. Kêu sột soạt. Rồi. Từ này là nghĩa uống nước mà kêu sùng sục. Rồi từ này còn có nghĩa là sột soạt khi chúng ta ăn bánh ăn kẹo. Rồi. Có thật sự xem phim không? Rồi, chúng ta dịch sơ sơ qua như vậy. Bây giờ chúng ta dịch lại cho nó suông qua nha để dễ hiểu đoạn văn này và làm được. Trong ấn bản của tuần này nhà phê bình phim cư dân của chúng ta thảo luận cái phép xã giao của việc đi xem phim và khán giả cái người mà thích nhai xin gum nhai bánh mì kẹp thịt nè uống mà kêu sụt sụt tám hay tám chuyện nè và ăn những cái bánh nè giòn nè tạo ra tiếng ồn rồi thì có thật sự là xem phim hay không? Rồi, thì có thật sự là xem phim. Tiếp chúng ta câu số 1.
Đây là cái lời phàn nàn gì đó hay chỉ là snobbery? Chúng ta có cái từ snobbery. Từ này mang nghĩa là nghĩa xấu, có nghĩa là thói làm sang hay là học làm sang. Thì chúng ta dịch nguyên câu này để chúng ta chọn đáp án ha. Đây là những cái lời phàn nàn gì đó hay chỉ là cái thói học làm sang khi mà đi xem phim. Rồi. Hoặc là những cái thói làm sang khi đi xem phim. Bây giờ chúng ta có nhìn xuống dưới thì chúng ta thấy là bốn chữ. Rồi, chúng ta có discernible, có nghĩa là có thể nhận thấy rõ. Fair, fair, unfair, fair play. Fair có nghĩa là công bằng, tương đối. Feasible có nghĩa là có khả thi. Official nghĩa là chính thức. Thì trong trường hợp này nghĩa là những cái lời phàn nàn này là có đúng hay không, có công bằng hay không, hay đây chỉ là cái sự khoe khoang, cái sự làm sang khi mà đi xem phim. Rồi thì từ nghĩa hợp nhất của chúng ta là từ fair, bởi vì nó có nghĩa là công bằng, hợp lý, hợp trong trường hợp này. Đây, cái lời phàn nàn này có hợp lý hay không, có công bằng hay không, hay chỉ là cái thói làm sang của người ta khi ta đi xem phim thôi, ý nó đang uống trên đây. Rồi, vậy là chúng ta qua câu số 1. Đây là cách sử dụng từ tiếng Anh, và các bạn lưu ý là chúng ta chọn cái từ best fit là cái từ phù hợp nhất cho đoạn văn này, cái bài này. Có thể một số từ có thể là đúng, nhưng mà chúng ta sẽ chọn cái từ phù hợp nhất. Rồi, tiếp. Bây giờ chúng ta quan sát câu tiếp theo. Câu này nó có câu này có lựa chọn 2 và lựa chọn 3 trong cùng một câu. Và trong câu này có một đoạn này giữa hai dấu phẩy. Các bạn lưu ý là tiếng Anh, trong câu tiếng Anh mà phẩy cái một đoạn rồi phẩy cái rồi viết tiếp, thì để mà dễ hiểu các bạn nên dịch cụm từ giữa hai dấu phẩy trước thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn câu này. Vì vậy chúng ta nên dịch cái này trước nè. Không phải những người, cái người mà phàn nàn về họ, có nghĩa là phàn nàn về những cái người mà hay ăn uống tùm lum trong cái phim này. It's nó là chính là những cái người mà ăn uống ồn ào. Đây, những cái người mà ăn uống ồn ào đây, munchers, và những cái người nói chuyện trong khi cái phim, cái người mà thì gì đó, niềm vui đơn giản của người khác. Rồi, cái gì đó niềm vui đơn giản của người khác và cái gì đó dường như đối với tôi thì là self evidence. Đối với tôi, dường như đối với tôi là tự bào chữa thôi. Bây giờ chúng ta câu số 2, chúng ta nhìn xuống dưới. Chúng ta có damage, spoiling, hosting, injuring. Trong trường hợp này, chúng ta cần một cái từ nghĩa là làm hỏng đi cái niềm vui đơn giản của người khác. Rồi, thì trong đây là làm bị thương, chúng ta có từ injuring là làm bị thương, hurting là làm tổn thương, rồi cũng làm bị thương luôn. Damage, string làm thiệt hại, gây thiệt hại, thì có thiệt hại ra, còn chúng ta có chữ spoiling là làm hỏng. Rồi, chúng ta chọn chữ spoiling bởi vì nó có nghĩa là làm hỏng. Từ này nghĩa là làm hỏng, hư hỏng mà gây ra thiệt hại luôn. Từ này làm bị thương, còn từ này làm đau đớn. Còn trong câu chúng ta nghĩa là làm hỏng thôi, làm hỏng hay làm hư cái buổi tối
hay là cái niềm vui đơn giản của những người khác khi mà xem phim. Và cái gì đó dường như đối với tôi là tự bảo vệ mình thôi, là cái cớ thôi, tự bảo vệ mình. Bây giờ chúng ta có câu số 3, excuses là những cái cớ, accusations là sự buộc tội. Chúng ta có reasons là lý do, complaints là phàn nàn. Rồi, để đi làm câu số 3 thì chúng ta dịch lại cái đoạn này để chúng ta hiểu và chúng ta sẽ mới làm đúng được nha. Không phải những người, cái người mà phàn nàn về chúng thì nó là những cái người ăn uống ồn ào và những cái người nói chuyện ồn ào. Cái người mà thì đang làm hỏng, làm hư, làm hỏng cái niềm vui đơn giản của người khác. Và những cái lý do cho điều này dường như đối với tôi là tự bào chữa thôi. Rồi, chúng ta có từ lý do hợp lý nhất. Lý do hợp lý nhất trong trường hợp này. Còn từ cái cớ này thì nó sẽ không phù hợp bằng từ lý do. Để lý do giải thích cho điều này. Còn phàn nàn. Phàn nàn này thì không phải là tự bào chữa. Còn cái trừ này có nghĩa là sự buộc tội. Sự buộc tội thì dường như không phải là, dường như với tôi là sự bào chữa thì không đúng. Buộc tội mà bào chữa gì? Còn những cái cớ này dường như đối với tôi là tự bào chữa, thì cái cớ có nghĩa là nghĩa xấu rồi, thì không có tự bào chữa đây nữa, lý do thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục câu số 4. Junk food là đồ ăn vặt. Đồ ăn vặt và thậm chí popcorn là bắp, bắp. Và những lựa chọn khác. Rồi, câu này cũng tương tự giữa hai dấu phẩy. Chúng ta có đoạn này, chúng ta nên dịch trước đi. Dịch trước cái này. Khi được ăn, có nghĩa là when the food are eaten. Thì nó bỏ ra the food đi, nó rút gọn ra the food out. Chỉ còn là when cộng với 3 thôi, vì câu này câu rút gọn bị động nha. Khi đồ ăn được ăn trong một, trong một, một khoảng không gian đông đúc, có lẽ đông đúc, và chắc chắn này là nghĩa là chật chội hay cái gì đó rồi. Thì giờ dịch, nói dịch cái này, những thức ăn vặt và thậm chí là popcorn và những cái lựa chọn khác, thì gì đó để mà đòi hỏi cái không gian sống hay không gian sinh hoạt. Rồi, bởi vì chúng ta chưa điền câu số 4 vô và câu số 5 vô nên là chúng ta dịch thấy nó chưa rõ nghĩa lắm. Rồi, bây giờ chúng ta có câu 4 câu này. Rồi, chúng ta thấy cái chữ này chúng ta biết nghĩa nhiều nhất nè, có nghĩa là hẹp. Reduce là giảm, close là đóng, còn confine. Confine có nghĩa là hẹp hay là chật chội. Rồi, bây giờ chúng ta có câu số 4. Khi mà những thức ăn này được ăn trong một không gian đông đúc, có lẽ đông đúc và chật chội. Chật chội với hẹp là hai từ đúng hơn, thì chúng ta chỉ có câu A với câu D. Câu A với câu D là có thể lựa chọn. Tuy nhiên, câu A của chúng ta là chữ narrow. Chữ narrow, chúng ta hãy nhờ giáo sư Cambridge giải thích cho chúng ta chữ narrow để chúng ta dễ hiểu hơn, để cho lựa chọn đúng hơn, rõ hơn. Đây, bây giờ các bạn thấy là narrow có nghĩa là có một cái khoảng không nhỏ từ cạnh này tới cạnh khác, đặc biệt là so sánh với chiều dài. Rồi, vị chữ narrow này có nghĩa là hẹp, nhưng hẹp về thực tế khi mà so sánh chiều rộng và chiều dài, nghĩa là hẹp. Rồi, nhưng mà hẹp là thực tế nhưng không có nghĩa bóng nha. Rồi, bây giờ chúng ta qua từ confine.
chúng ta qua chữ này. Đây. Để mà giới hạn một hoạt động hay giới hạn một con người hoặc vấn đề trong vài cách. Rồi. Vậy thì chúng ta thấy rõ ra cái từ confine của chúng ta là giới hạn một hoạt động. Và giới hạn một hoạt động. Giờ chúng ta trở lại bài. Có nghĩa là nó bị chật chội hay là bức bách. Bởi vì đây chính là rạp chiếu phim. Rạp chiếu phim thì từ narrow, hẹp thì không có phù hợp. Bởi vì theo định nghĩa của từ điển thì nó là sự chật chội sau khi mà so sánh với chiều dài và chiều rộng. Còn trong trường hợp này có nghĩa là một cái không gian chật chội bị giới hạn. Giới hạn như từ điển đã chỉ. Giới hạn cho cái hoạt động xem phim thôi. Ngoài hoạt động nó ra thì không nên làm những hoạt động khác quá nhiều. Nó sẽ cảm thấy khó chịu và chật chội. Nghĩa là vậy. Rồi vậy câu số 4 chúng ta dùng chữ confine. Rồi. Bây giờ chúng ta qua câu số 5. Rồi. Thì cái gì đó để mà đòi hỏi mà sống. Câu số 5 chúng ta nhìn đây. Chúng ta thấy là từ này có nghĩa là từ này có nghĩa là tán tỉnh. Rồi chúng ta có chữ entitled. Chúng ta có là to be entitled to, nghĩa là được quyền, được giao cho. Nhưng mà trong trường hợp này được quyền gì đó đòi hỏi không gian sống không hợp lý. Chúng ta có chữ incline, nghĩa là được yêu cầu phù hợp với. Rồi. Chúng ta có chữ thèm tịch, nghĩa là giận. Rồi. Vậy thì chúng ta có 4 chữ này. Câu B. Bây giờ chúng ta hãy thử tra câu B để chúng ta hiểu rõ hơn. Con từ điển nói thế nào nha. Đây. Chúng ta có to be entitled to, nghĩa là được quyền. Đây, give someone the right, được quyền. Còn trong trường hợp này là được quyền để mà đòi hỏi một cái không gian sinh hoạt chung. Cũng có thể ha, cái từ này cũng có thể thôi. Bây giờ chúng ta qua chữ này. Rồi chúng ta có cụm từ đây. Be inclined to agree, nghĩa nó là có lẽ hoặc là mong muốn để làm gì đó. Rồi, đây có lẽ để đồng ý, có lẽ để tin. Rồi, có lẽ để mà suy nghĩ. Rồi, vậy thì inclined có nghĩa là có lẽ. Be inclined to là có lẽ. Chúng ta trở lại bài câu này thì chúng ta có là B nè. Be entitled to là được quyền để nè. Be inclined to là có lẽ. Rồi, thì chúng ta sẽ dịch lại. Còn hai chữ này là không có rồi. Thì chúng ta tra lại không có rồi. Rồi, nghĩa là nóng nảy với tán tỉnh không hợp nghĩa trong trường hợp này. Vậy chúng ta chỉ có B với C. Bây giờ coi lại B với C nha. Chúng ta dịch ra. Bây giờ dịch ra trước nè. Khi những đồ ăn này được ăn trong một phạm vi
một không gian có lẽ đông đúc và chật chội, thì những đồ ăn vặt này và thậm chí là bắp và những lựa chọn khác thì có lẽ đòi hỏi cái không gian khác. Cái không gian khác. Rồi, thì trong trường hợp này nghĩa là có lẽ sẽ hợp lý hơn, nên chúng ta dùng chữ incline. Còn được quyền là sai, ngược nghĩa với câu này. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu tiếp theo, qua câu có từ số 6. Chúng ở đây có nghĩa là junk food nè, và popcorn nè, và những đồ ăn khác nè. Spread ra làm lan ra chúng ta, có nghĩa là chúng làm dính với người chúng ta. Rồi, thông thường trên gì đó, trên cái gì đó của người khác. Rồi, chắc chắn là trên quần áo rồi. Chúng ta sẽ chọn từ phù hợp nha. Bây giờ dress là dress có nghĩa là động từ có nghĩa là mặc đồ, còn danh từ có nghĩa là bộ đồng phục. Nhưng mà khi nói dress thì nó nghĩa là hơi trịnh trọng một chút. Rồi, cái từ custom đây cũng là một cái từ trang phục. Trang phục. Rồi, bây giờ chúng ta coi muốn coi nó khác nhau thế nào, chúng ta hãy nhờ một người bạn thân thuộc của chúng ta là giáo sư Cambridge để chúng ta hiểu rõ hơn. Custom. Custom. Rồi. Đây là một bộ quần áo nè, đặt trong những quốc gia đặc biệt, hoặc một gia đoạn đặc biệt, phù hợp với những cái hoạt động đặc biệt. Rồi, vậy chúng ta hiểu là custom là trang phục. Trang phục. Trang phục dùng cho những hoạt động đặc biệt như là cái đây, trong những cái dịp mà lịch sử đặc biệt ha. Rồi, cơ bản nó là nghĩa là trang phục dành cho một cái hoạt động cụ thể. Bây giờ chúng ta thử xem từ dress này nó như thế nào. Dress này nó có nghĩa là quần áo cho phụ nữ hoặc cho những cô gái, cái mà top half of the body and hangs down over the legs. Rồi, có nghĩa là đầm. Rồi, cái này như đầm. Outfit. Rồi, outfit thì nghĩa cũng tương tự custom, là mặc trong những cái hoạt động hoặc dịp rất là đặc biệt. Rồi, chúng ta có chữ clothing thì thân thuộc rồi nói chung. Rồi, vậy thì chúng ta thấy là khi trao đổi điển rồi, chúng ta thấy là custom với outfit là nghĩa tương tự nhau, là trang phục mặc trong những dịp rất là đặc biệt. Còn dress là cái đầm. Còn trong trường hợp này là dính lên quần áo của những người khác nói chung. Vậy chữ này hợp lý nhất. Hợp lý nhất. Rồi. Bây giờ chúng ta qua câu số 7. Đây, câu này chứa từ số 7. Câu này chứa từ số 7. Rồi, thì chúng ta dịch ra nha. Crisps là những cái thức ăn giòn. Peanuts là những cái thức ăn... Peanuts là những cái thức ăn đậu. Ha, tạm dịch vậy đi. Và những cái kẹo. Và những cái kẹo dễ chảy. Rồi, những cái kẹo thì làm rất nhiều tiếng ồn. Đầu tiên khi mà được gì đó, sau đó khi mà được crunch. Crunch là bẻ ra, hoặc là crunch là bẻ vụn ra, hoặc là shock, hút. Hút. Shock và hút. Rồi. Rồi. Đây,
À, bánh bánh ăn rất bánh ăn giòn nè, những cái bánh đậu nè và những cái kẹo nè. À, làm rất nhiều tiếng ồn. Đầu tiên khi được gì đó, sau đó được là bẻ nhỏ ra hoặc là rồi. Bây giờ câu số 7 này chúng ta nhìn xuống dưới đây. Chúng ta thấy có nghĩa là khi mà được mở gói ra thì nó rất là ồn ào. Mở gói ra, từ nào nghĩa là mở gói ra. Chúng ta có untie là mở nút thắt, cũng là mở nhưng mà mở nút thắt. Chúng ta có unfold, fold là gấp, unfold là mở nếp gấp ra. Này không phù hợp, không phù hợp. Chúng ta có unpack là mở gói, unwrap cũng là mở gói, nhưng unwrap nghĩa là mở gói nào mà nó bị quấn 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 lại, quấn 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 thì chúng ta unwrap. Nhưng mà những cái gói nào không có quấn thì chúng ta dùng unpack. Thì trong trường hợp là những cái bánh của mình á thì nó không có quấn nên dùng unpack. Rồi đặc biệt khi mà mở gói bánh ra, sau đó được được bẻ ra nè, hoặc là được hút sùng sục. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 8. Rồi câu này chứa hơi bị nhiều, 8 9 luôn, 8 9 10 trong một câu. Rồi này hơi khó nha. Rồi số 8. Những cái này thì definite, thì những cái này là cái gì đó chắc chắn luôn, definite chắc chắn luôn. Rồi những cái này là cái gì đó chắc chắn luôn. À, bây giờ chúng ta nhìn câu này. Chúng ta thấy inconveniences là sự bất tiện. Amusements là nghĩa là thú vị. Anxiety nghĩa là cũng hào hứng thú vị. Irritation nghĩa là bực bội. Rồi, chữ này hợp lý. Đây chỉ là về từ vựng và về nghĩa thôi. Những điều này thì là cái sự bực bội chắc chắn luôn rồi. Đặc biệt nếu chính bản thân của bạn thì chỉ từ này mi là chỉ nha, merely là chỉ, thì chỉ đến để xem và nghe phim, thì đến để xem phim đi. Rồi đặc biệt nếu bản thân của bạn đến chỉ muốn xem phim thôi thì không muốn ăn nè, và cũng vì vậy cũng không có muốn chia sẻ trao đổi chia gì đó. Cái fried onions là cái cơ bản là khoai tây, thuộc dạng là cái bánh mà chúng ta hay ăn, hay mỏng mỏng mà được sấy khô. Rồi fried onions, hành sấy khô. Rồi vì vậy đặc biệt là tới đây, không muốn tới đây gì đó, cái đồ ăn sấy khô của bạn. Thì chúng ta có exchange, exchange đây là trao đổi ha, thì không hợp nghĩa với câu này. Chúng ta có dividing là chia, chia cái bánh này cũng không phải luôn, trao đổi không phải luôn. Thông thường thì chúng ta thông thường chúng ta không trao đổi ha, trao đổi là đưa cái này cho bạn kia đưa lại cho mình, không đâu. Rồi splitting là chúng ta tách ra, cũng chúng ta không tách luôn mà chúng ta sharing. Ví dụ như mua một gói bắp mà ăn hai người, sharing. Hay là bạn này mua loại A, bạn kia mua loại B, hai bạn share ra, hợp lý hơn. Rồi, dịch lại câu này để các bạn dễ hiểu. Điều này thì là những cái phiền toái thật sự. Đặc biệt nếu như bản thân của bạn chỉ nè, đến để xem và để xem phim thôi, không phải ăn, và vì vậy không phải đặc biệt là để mà chia sẻ những cái đồ ăn của bạn, để mà ăn ăn cùng những đồ ăn của bạn. Rồi mustard là cái mù tạt, and ketchup là sốt cà chua. Rồi cái này mù tạt, các bạn ghi từ vựng vô nha, sốt cà chua với cái quần của những người xa lạ trong chỗ ngồi gì đó. Thì câu số 9 này có một từ quan trọng mà chúng ta có
thể dùng nó để mà làm. Lựa chọn đáp án của chúng ta là từ này. With, chúng ta có share. With. Và trong trường hợp này người ta không có dùng nghĩa đen mà người ta dùng nghĩa bóng. Có nghĩa là để mà lấy cái đồ ăn này này lên quần của những người xa lạ. Rồi, làm dính lên những quần người xa lạ. Trong chỗ ngồi. Chỗ ngồi gì? Chỗ ngồi bên cạnh. Rồi, chúng ta có in the nearest, trong chỗ ngồi gần nhất, trong chỗ ngồi previous, chỗ ngồi trước đó, chỗ ngồi trước đó, à, không hợp lý, từ này không hợp lý nhất, trong chỗ ngồi gần nhất, gần nhất. Next ha, thông thường là chúng ta sẽ dính vào đồ ăn của những người người bên cạnh thôi. Vậy chữ này là hợp lý nhất. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành phần B của một la mã đề thi chuyên ngành Hồ Chí Minh năm học 2019, năm 2019-2020. Thì các bạn thấy là trong một cái bài này có rất rất nhiều từ vựng, và những từ vựng thì nó cũng không dễ. Và ở các lựa chọn thì người ta cho mình những lựa chọn tương đối gây nhầm lẫn và tương đối gây khó chịu đối với chúng ta. Rồi. Bởi vì một chỗ có thể có hai chữ đúng nhưng mà họ bắt chúng ta chọn những chỗ tốt nhất, thì bắt buộc các bạn phải nên sử dụng từ điển để hỗ trợ chúng ta tra từ, nó làm bài tốt hơn. Rồi, chúng ta đã hoàn thành phần B của phần 1 La Mã, đoạn văn thứ nhất. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở đoạn văn thứ hai của phần B của đề thi chuyên ngành Hồ Chí Minh 2019. Xin chào và tạm biệt các bạn.